Để đảm bảo giao thông và yêu cầu phát triển đô thị, thời gian qua, Đà Nẵng cũng như nhiều đô thị lớn khác đã xây dựng các cầu vượt, hầm chui. Khi dự án triển khai, các hộ dân trong diện giải tỏa thì đều đã được giải quyết chế độ đền bù, tái định cư theo quy định. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận các hộ dân tuy không giải tỏa di dời nhưng họ chịu thiệt thòi khi cầu vượt, hầm chui ra đời bởi cuộc sống cũng như việc kinh doanh bị ảnh hưởng. Đây là vấn đề nhận được nhiều ý kiến khi góp ý dự thảo luật đất đai sửa đổi. Đây là nút giao thông khác mức ngã ba Huế. Sau khi đưa vào sử dụng, dự án giao thông quan trọng này không chỉ giúp giải quyết tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông, mà còn tạo ra cảnh quan, điểm nhấn kiến trúc cho cửa ngõ và trung tâm thành phố. Tuy nhiên, với những hộ dân xung quanh dự án này, thời gian qua, cuộc sống và nhất là việc kinh doanh bị ảnh hưởng bởi mặt cắt đường trước nhà giảm, đồng thời cầu vượt cao cũng che chắn nhà. Là đoạn đường là rất là vắng, không có khách đi mà là kinh doanh là không được, nói chung là tất cả đều là đóng cửa hết. Nguyên một cái dãy từ ngõ Mô Huế đến Ngoại Nhu là không hoạt động được. Trước đây những nhà mà không hoạt động thì cũng cho thuê được, nhưng mà bây giờ người ta cũng không thuê luôn. Thì hiện nay là theo quy định thu hồi đất anh mới được đi, mới được đưa vào cái phương án giải phóng mặt bằng. Còn là không thu hồi đất thì cứ nhung đưa ra ngoài. Tuy nhiên họ không bị ảnh hưởng thu hồi đất, nhưng mà cái lợi ích của họ bị ảnh hưởng rất là lớn. Từ cái mà cắt thu hẹp thì họ đang kinh doanh tốt như thế thì coi như họ bị mất cái việc kinh doanh đi. Ngoài nút giao ngã ba Huế, Đà Nẵng còn có nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý. Cùng với đó là các hầm chui trên đường Điện Biên Phủ, Lê Duẩn. Vì sự phát triển chung, nên dù có chịu thiệt thòi về mặt buôn bán kinh doanh, các hộ dân xung quanh cũng đã đồng thuận để dự án triển khai thuận lợi. Khi góp ý vào dự thảo luật đất đai sửa đổi, nhiều ý kiến của các địa phương, các chuyên gia đã nêu lên thực tế này và đề nghị khi sửa đổi luật đất đai cần được cụ thể hóa về những vấn đề trên để các địa phương có cơ sở pháp lý trong việc hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Mới đây, vấn đề này tiếp tục được nêu ra khi đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo luật. Khi nhà nước thực hiện các dự án này, nhất là các dự án cầu vượt, hầm chui, thì mặt cắt đường trước nhà của người dân giảm xuống đường nhỏ hơn, thiệt hại của người dân là hiện hữu. Tuy nhiên hiện nay thì chưa có hành lang pháp lý để giải quyết chính sách bồi thường, hỗ trợ trong trường hợp này. Cũng đề nghị tiếp tục bổ sung thêm một cái mục của điều thứ hai này là quy định cụ thể về việc bồi thường và hỗ trợ đối với trường hợp là bị ảnh hưởng bởi là các công trình do thành phố đầu tư, do nhà nước đầu tư nhưng không thu hồi đất theo quy định cụ thể. Xây dựng cầu vượt, hầm chui là yêu cầu tất yếu trong phát triển giao thông đô thị hiện nay. Song từ thực tiễn triển khai cho thấy, cần thể chế hóa để có chính sách hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi những dự án này.